sau quãng nghỉ tập trung cho đội tuyển quốc gia và tiếp đó là vòng 1/8 cũng như tứ kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2019. Cuối tuần qua, WF 247 V-League 2019 mới tiếp tục sôi động trở lại với vòng 14, cũng là vòng đấu mở màn giai đoạn lượt về. Ngay lập tức, sự xáo trộn trên bảng xếp hạng đã xảy ra với việc Thành phố Hồ Chí Minh đánh mất ngôi đầu vào tay đương kim vô địch Hà Nội sau thất bại 0-1 trước Viettel. Điều này chắc chắn sẽ khiến những lượt trận kế tiếp và trước mắt là vòng 15 tới đây diễn ra vô cùng sôi nổi và kịch tính. Chào mừng quý vị và các bạn đến với thông tin trước vòng 15 WF 247 V-League 2019. Đại chiến Bắc Trung Bộ giữa Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra trên sân vận động Thanh Hóa vào lúc 17 giờ ngày 12 tháng 7. Không chỉ là một vị trí trong top 4, cuộc chiến của hai đội còn là nơi để khẳng định cho tình yêu của người hâm mộ. Trong 5 trận gần nhất trên sân nhà tại V-League, Thanh Hóa đã có tới 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong khi đội khách Sông Lam Nghệ An mới chỉ giành 1 chiến thắng, hòa 3 và thua 1 trận. Điểm tựa sân nhà luôn là lợi thế lớn với đội bóng xứ Thanh. Ở mùa giải này, những đương kim áo quân chưa thua bất kỳ trận nào trên sân Thanh Hóa. Thậm chí, Hà Nội cũng phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải trên sân đấu này. Sau 14 vòng đấu, đội bóng của tân huấn luyện viên Vũ Quang Bảo đang có 21 điểm sau 5 trận thắng, 6 trận hòa và 3 trận thua và tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong 5 vòng đấu gần đây nhất, đội bóng xứ Thanh đã thắng 3 và hòa 2 trận đấu. Trong khi đó, đội khách Sông Lam Nghệ An lại không có được phong độ tốt khi phải hành quân xa nhà. Kể từ đầu mùa, Sông Lam Nghệ An đã hòa 4, thua 2 và mới chỉ thắng 1 trên sân khách. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An vẫn là đội bóng khó chơi ở V-League. Sau 14 vòng đấu đã qua, đội bóng xứ Nghệ đã có 22 điểm và tạm xếp thứ 4 do bằng điểm Than Quảng Ninh nhưng kém về chỉ số phụ. Ở vòng 14, Thanh Hóa giành chiến thắng đậm đà 4-1 trước Sana Khánh Hòa miền Việt Nam, trong khi Sông Lam Nghệ An phải chia điểm với SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà trong một trận cầu không bàn thắng. Về tình hình lực lượng, đội bóng của huấn luyện viên Vũ Quang Bảo đang có những cầu thủ tốt nhất trong đội hình của mình. Bên cạnh đó, tân binh Anthony Steven cũng đang hòa nhập rất tốt với đội bóng. Trong trận đấu ở vòng 14 World Cup 247 V-League 2019 vừa qua, tiền đạo người Jamaica đã có 2 pha kiến tạo thành bàn cho Thanh Hóa để giành chiến thắng đậm 4-1 trước Sana Khánh Hòa miền Việt Nam. Đối với đội bóng xứ Nghệ, trong tay huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng đang có được toàn bộ những cầu thủ tốt nhất trong đội hình. Tân binh Joel Vinicius gia nhập đội bóng này cũng là một tín hiệu tích cực về sự cải thiện phong độ ở giai đoạn lượt về, nhất là khi Sông Lam Nghệ An đang là đội bóng ít ghi bàn nhất tại V-League. Trong những lần gặp nhau trước đây, Thanh Hóa thường có thành tích tốt hơn với 4 trận thắng và 1 trận thua trước Sông Lam Nghệ An. Được mệnh danh là trận derby Bắc Trung Bộ, mỗi lần hai đội gặp nhau đều là những trận quyết đấu thực sự, với phần thắng chỉ được quyết định bằng một bàn thắng duy nhất. Vì vậy, cuộc đụng độ ở vòng 15 World Cup 247 V-League 2019 hứa hẹn sẽ là một cuộc quyết đấu thực sự cuồng nhiệt và cống hiến cho người hâm mộ những bàn thắng đẳng cấp. Trận đấu giữa Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 12 tháng 7 trên sân vận động tỉnh Thanh Hóa. Một trong những trận đấu muộn nhất vòng 15 V-League 2019 sẽ diễn ra tại sân vận động Cửa Ông giữa đội chủ nhà Than Quảng Ninh và các vị khách Hoàng Anh Gia Lai. Trước khi bước vào trận đấu này, vị thế của hai đội bóng trên bảng xếp hạng đang ở hai thế đối lập, trong khi Than Quảng Ninh đang có chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp tại V-League với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và đang có mặt trong top 3 đội bóng dẫn đầu, thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa biết tới một chiến thắng sau 5 vòng đấu. Trận thua trước Quảng Nam mới đây đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Lee Tae-hoon rơi thêm một bậc xuống hạng 11 và chỉ còn cách vị trí nguy hiểm của Quảng Nam đúng một điểm. Về lý thuyết, đương nhiên Than Quảng Ninh sẽ được đánh giá ở cửa trên trong cuộc đối đầu này, đặc biệt khi họ được chơi tại sân nhà. Theo thống kê, ở giai đoạn lượt đi, ngoài trừ thất bại 1-2 trước Thành phố Hồ Chí Minh thì trong 6 trận tại thánh địa Cửa Ông, đội bóng đất mỏ giành 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Còn nếu xét riêng với Hoàng Anh Gia Lai, trong 5 lần gần nhất tiếp đón các vị khách phố núi, Than Quảng Ninh bất bại và có tới 4 thắng lợi. Trong khi đó, huấn luyện viên Lee Tae-hoon rõ ràng còn nhiều việc phải làm để giúp con tàu Hoàng Anh Gia Lai đi đúng hướng. Dù vấn đề thể lực của các cầu thủ đã được cải thiện phần nào, song sự mong manh ở hàng phòng ngự vẫn là bài toán đau đầu với cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Campuchia. Đó là còn chưa kể tới việc tiền đạo Trevor Watt dính chấn thương nặng, khiến cho sức tấn công của Hoàng Anh Gia Lai ảnh hưởng không nhỏ. Tân binh Felipe Martin đã tới như là một sự thay thế, nhưng rõ ràng cầu thủ người Brazil vẫn cần thêm thời gian để khỏa lấp đi chỗ trống của Trevor Watt, người đã có được 8 pha lập công cho đội bóng phố núi.
Chưa dừng lại ở đó, sau trận vô ăn, mới đây Hoàng Anh Gia Lai còn phải đón nhận thêm tin không vui về lực lượng khi Nguyễn Phong Hồng Duy gặp phải chấn thương và rời sân sớm ở trận đấu gặp Quảng Nam. Dù sau đó tiền vệ sinh năm 1996 được các bác sĩ kết luận chỉ bị chấn thương phần mềm do va chạm mạnh, nhưng ít nhất anh cũng phải mất khoảng một tuần hồi phục rồi mới quay trở lại tập luyện. Điều đó đồng nghĩa việc Hồng Duy sẽ vắng mặt ở chuyến làm khách trên sân cửa ông tới. Đây sẽ là mất mát không nhỏ với Hoàng Anh Gia Lai, bởi không chỉ là chân truyền số 1 của câu lạc bộ với 5 kiến tạo thành bàn, Hồng Duy còn được biết đến như là một cầu thủ đa năng có lối chơi lăn xả, rất phù hợp với chiến thuật đòi hỏi thể lực bền bỉ của huấn luyện viên Lee Tae-hoon. Ngoài ra, A Hoàng cũng tiếp tục vắng mặt do đang điều trị dứt điểm chấn thương ở PVF. Dẫu sao, sự trở lại của Đinh Thanh Bình hay đặc biệt là Xuân Trường ở thời điểm này có thể khiến các cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai hy vọng vào đội bóng trong chặng đường sắp tới. Ở trận đấu với Quảng Nam, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị và chơi hơn 20 phút, song Xuân Trường vẫn để lại không ít ấn tượng với những đường truyền dạt chính xác cho các đồng đội. Trong đó phải kể tới tình huống phất bóng tinh tế của Xuân Trường tạo điều kiện thuận lợi cho Văn Toàn trước khi xảy ra va chạm gây tranh cãi trong vòng cấm. Sau quá trình làm nóng máy, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để tiền vệ người Tuyên Quang phô diễn tất cả những kỹ năng ưu tú mình có để giúp cho Hoàng Anh Gia Lai vượt khó tại cửa ông. Cách đây hơn một tuần, Hoàng Anh Gia Lai khi đó đã có trận đấu khá ấn tượng trước đội chủ nhà Than Quảng Ninh tại vòng 1/8 cúp quốc gia khi đưa trận đấu về thế cân bằng trong những giây bù giờ cuối hiệp 2 trước khi thầy trò huấn luyện viên Lee Tae-hoon vượt qua đối thủ trong loạt sút luân lưu. Vì thế không thể nói trước điều gì khi trận đấu chưa kết thúc. Than Quảng Ninh với lực lượng đầy đủ, với những cầu thủ đang có phong độ cao như Nghiêm Xuân Tú hay Mạc Hùng Quân, chắc chắn muốn dành tặng các khán giả đất mỏ món quà 3 điểm. Nhưng Hoàng Anh Gia Lai cũng đang ở tình thế nguy hiểm và sẽ làm tất cả để giành được kết quả khả quan ngay trên đất khách. Mọi dự đoán lúc này chỉ mang tính tham khảo. Và kết quả thế nào chúng ta chỉ biết được vào lúc 18 giờ ngày 13 tháng 7 trên sân vận động cửa ông. Trận đấu muộn nhất vòng 15 giữa câu lạc bộ Hà Nội và Sana Khánh Hòa Miền Việt Nam trong khuôn khổ V-League 2019 sẽ được diễn ra vào hồi 19 giờ ngày 13 tháng 7 trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây được xem như là một trận đấu khá chênh lệch khi đội chủ nhà đang dẫn đầu, còn đội khách đang xếp vị trí cuối trên bảng xếp hạng. Câu lạc bộ Hà Nội đang có phong độ rất tốt trong những trận đấu gần đây. Ở 5 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường, đội bóng thủ đô đã thắng 4, hòa 1. Đó là những chiến thắng rất quan trọng trước Ceres Negros tại bán kết AFC Cup và Nam Định tại Cúp Quốc gia. Hay mới đây nhất là trận thắng trước Hải Phòng ngay trên sân vận động Lạch Tray tại vòng 14 V-League 2019. Rõ ràng, phong độ của đội bóng thủ đô là rất ổn định trước trận tiếp đón Sana Khánh Hòa Việt Nam trên sân vận động Hàng Đẫy. Về tình hình nhân sự, trước trận đấu với đội bóng thành phố biển Nha Trang tại vòng 15 V-League tới đây, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ có trong tay gần như toàn bộ đội hình mạnh nhất, ngoại trừ việc thiếu vắng Đình Trọng và Oceni đến hết mùa giải vì những chấn thương khác nhau. Dù Hoàng Vũ Samson có đến Quảng Nam trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng giữa mùa tại V-League, nhưng đội bóng thủ đô cũng đã kịp mang về những tân binh chất lượng là Đinh Tiến Hành và đặc biệt là Papa Ibukebe. Chân sút đã có màn ra mắt khá ấn tượng trong trận đấu với Hải Phòng hôm thứ hai vừa rồi. Tất nhiên, không thể không kể đến sự trở lại cực kỳ mạnh mẽ sau chấn thương của đội trưởng Văn Quyết, người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của câu lạc bộ theo phát biểu mới đây nhất của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Văn Quyết qua một thời gian chấn thương quay lại thì cái phong độ của Văn Quyết thì đang rất là tốt. Thì các bạn biết rằng trong những cái trận gần đây Văn Quyết luôn luôn ghi bàn và cống hiến rất nhiều cho cái lối chơi. Đối thủ của câu lạc bộ Hà Nội tại vòng 15 sẽ là Sana Khánh Hòa Việt Nam. Đội bóng đang thi đấu với một phong độ vô cùng bết bát ở mùa giải năm nay. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Võ Đình Tân chỉ giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và phải hứng chịu đến 3 thất bại. Trong đó, phải kể đến 2 thất bại ở 2 trận gần đây nhất được thi đấu trên sân 19 tháng 8 trước Viettel và Thanh Hóa. Rõ ràng, thành tích thi đấu trên sân nhà đang là nguyên nhân chính dẫn đến việc Sana Khánh Hòa Việt Nam đang xếp vị trí chót trên bảng xếp hạng V-League 2019. Nếu như ở mùa giải 2018, đoàn quân của huấn luyện viên Võ Đình Tân chỉ chịu thất bại duy nhất 1 trận trước Sông Lam Nghệ An trên thánh địa 19 tháng 8, thì ở mùa giải năm nay, dù mới thi đấu 7 trận, nhưng Khánh Hòa đã phải nhận đến 5 thất bại. Đối đầu với Hà Nội đang vào form và vừa trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V-League là một thử thách thực sự cho Sana Khánh Hòa Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ở mùa giải năm ngoái, dù xuất sắc nằm trong top 3 chung cuộc, nhưng Khánh Hòa vẫn phải hứng chịu thất bại 0-4 trên sân vận động Hàng Đẫy. Và chắc chắn, huấn luyện viên Võ Đình Tân sẽ phải làm mọi cách để hạn chế sức mạnh tấn công của đội chủ nhà trong trận đấu được diễn ra vào cuối tuần này. Với tình hình hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể trông chờ vào một trận cầu có nhiều bàn thắng giữa hai đội bóng đang nằm ở hai đầu trên bảng xếp hạng. Trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Sana Khánh Hòa Việt Nam sẽ được diễn ra vào hồi 19 giờ ngày 13 tháng 7 trên sân vận động Hàng Đẫy. Bên cạnh những cặp đấu vừa nêu, vòng 15 vẫn còn khá nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Trên sân nhà, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạm trán BKMX Bình Dương với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Quảng Nam trong tay huấn luyện viên Vũ Hồng Việt với mục tiêu hướng tới thắng lợi thứ hai liên tiếp khi được trở về sân nhà Tam Kỳ tiếp đón Sài Gòn. Hay Hải Phòng FC và nhiệm vụ cắt đứt chuỗi 7 trận liên tiếp toàn hòa và thua bằng chuyến làm khách tới sân Hòa Xuân cũng sẽ là những cuộc so tài đáng chú ý ở nhóm cuối bảng.